Hi, xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay Hải sẽ giới thiệu quý vị và các bạn chiếc Hyundai Accent 1.4 MT phiên bản số sàn, bản đặc biệt nhé. Accent thì với cái phiên bản mới 2021 này thì sẽ vẫn có 4 phiên bản như cũ, đó là bản số sàn bản thiếu, số sàn bản đủ, số tự động bản tiêu chuẩn và số tự động bản đặc biệt. Đây là bản số sàn bản đủ, bản cao cấp nhất của phiên bản số sàn nhé. Xe thì đang có mức giá bán ra là 463.200.000. Phiên bản Accent này thì là phiên bản Accent mới nhất 2021. Thời điểm này các bạn lấy xe thì sẽ có xe giao kịp trong tháng 1 2021, trước thời điểm Tết giao thừa thì các bạn có thể lấy xe và làm các thủ tục trả góp cũng như làm thủ tục ngân hàng thoải mái để đi vào Tết. Với phiên bản Accent 2021 thì xe sẽ thay đổi chủ yếu là một phiên bản nâng cấp facelift, nâng cấp về ngoại thất cũng như là thay đổi một chút về nội thất của xe thôi. Bản này thì vẫn giống như phiên bản cũ thì xe sẽ trang bị cụm đèn phía trước sẽ là cụm đèn bi halogen. Xe có trang bị đèn LED ban ngày, đèn pha đèn cốt sẽ là đèn bi halogen. Phần mặt ca lăng phía trước thì sẽ có thay đổi thiết kế. Đây, phiên bản này các bạn thấy nhé, bóng sẽ là bóng bi halogen cho ánh sáng nó chiếu xa hơn và tập trung hơn. Đấy, về thiết kế thì sẽ nhìn rất là thể thao và đẹp hơn so với phiên bản 2020. Với cái phiên bản 2021 này thì kích thước tổng thể của xe vẫn có chiều dài tổng thể là dài 4m44, rộng 1m72 và cao 1m47. Mâm sẽ là mâm 15 inch cho các phiên bản thấp và bản đặc biệt số tự động sẽ là mâm 16. Đây, bản này sẽ là mâm 15 inch. Thiết kế la răng là la răng hợp kim, la răng đúc hợp kim. Accent sẽ có 6 màu giống như bản 2020, đó là trắng, bạc, đỏ, vàng cát, ghi vàng và màu đen. Đấy. Về phần cụm đèn sau của Accent 2020 thì sẽ thay đổi một chút về thiết kế cụm đèn sau. Nó sẽ hơi góc cạnh, nó hơi thể thao hơn so với phiên bản cũ. Bản này cũng trang bị là cảm biến toàn thân nhé. Accent sẽ có sẵn camera lùi cảm biến toàn thân, rất là đẹp. Đấy. Về cái mức tiêu nhiên liệu của Accent 2021 thì với phiên bản số sàn sẽ có mức tiêu nhiên liệu trung bình là 6,33 lít nếu ta đi kết hợp. Đây, cốp xe, cốp rất là rộng rãi và thoải mái. Đây, rất rộng rãi các bạn nhé. Đây, bản số sàn, bản tiêu chuẩn và bản số tự động, bản tiêu chuẩn thì gần như giống nhau. Về nội thất của Accent 2021 thì nội thất của xe vẫn là trang bị là ghế nỉ, hỗ trợ là 6 loa, xe sẽ có trang bị là 6 loa, an toàn 2 túi khí. Về những cái trang bị thì không thay đổi, xe sẽ có trang bị cửa gió, điều hòa ghế thứ hai. Đấy. An toàn của Accent 2021 thì nó sẽ không thay đổi so với phiên bản 2020. Xe vẫn có trang bị ở hàng ghế phía trước thì sẽ là đây, hàng ghế phía trước là ghế chỉnh cơ. Đấy, hàng ghế phía trước là ghế chỉnh cơ. Phiên bản này thì có tích hợp giữ ga tự động Cruise Control. Đấy. Hộp số của xe sẽ là hộp số sàn 6 cấp nhé. Và trang bị màn hình sẽ là màn hình 8 inch. Bản mới sẽ là màn hình 8 inch. Giải trí là 6 loa. Đấy, hộp số thì sẽ là hộp số sàn 6 cấp. Máy là 1.4. Công suất tối đa sẽ là 100 mã lực tại 6.000 vòng. Đấy. Vô lăng thì vô lăng bọc da 3 chấu rồi. Nói chung về thiết kế thì xe sẽ không thay đổi so với phiên bản 2020. Đấy, xe vẫn có đèn tự động nhé.